người phụ nữ thực sự đã tạo ra một bộ não có thể bò. Cô trộn máu của tất cả các loài động vật, muốn tạo ra một loài không già đi, nhưng phát hiện ra là chưa đầy một giờ, chúng có thể lớn lên. Bộ não lớn hơn một quả bóng rổ, sinh ra với trí thông minh trưởng thành, nhưng chúng lại thịt nhiên, không có tay chân tiến hóa, chỉ có bộ não là còn chuyển động. Người phụ nữ ngạc nhiên đặt nó vào hộp thí nghiệm, để nó và con cái gặp nhau, người phụ nữ muốn kiểm tra xem chúng có thể nói chuyện không. Thật bất ngờ, sau khi nó mở miệng, chiếc lưỡi dài hàng mét thò ra khỏi cơ thể, hai miếng thịt viên hôn nhau say đắm, nói xin chào bằng cách sử dụng dây thần kinh trên lưỡi. Họ mừng thầm trong lòng. Các đồng nghiệp sử dụng máy tính để dịch, kết quả là dữ liệu đáng sợ. Chúng tiến hóa bằng cách giao tiếp. Chúng có thể được kết hợp thành các loài mạnh hơn, chiết xuất chất đạm từ chúng, có thể điều trị tất cả các bệnh ung thư ở người. Người phụ nữ đưa kết quả cho sếp xem, cảm thấy tiếp tục nghiên cứu, sự bất tử chắc chắn sẽ đạt được. Sau đó protein này được sản xuất hàng loạt, một ngày là đủ để ông chú kiếm được hàng trăm triệu đô la. Người phụ nữ dễ dàng bị thuyết phục, ông chú tổ chức một cuộc họp quảng cáo, kêu gọi những người giàu nhất thế giới tham gia, lần đầu tiên hai chiếc bánh bao nhân thịt được trưng bày. Cô sẵn sàng chứng minh cho mọi người thấy quá trình tiến hóa của chúng, không ngờ lần này chúng lại nhổ gai ra. Thực sự đã giết hại nhau tại chỗ, nó còn đập phá dữ dội những người xung quanh, kính chống đạn rơi vào người đàn ông giàu có. Cô ấy không chỉ thất bại trước công chúng, còn làm sếp xấu hổ. Nó cũng khiến cổ phiếu của toàn công ty sụt giảm. Kết quả có thể hiểu được, cô ấy bị sa thải lập tức. Cô không thể hiểu được tại sao thí nghiệm thất bại. Cô đang hẹn hò với chồng cũng nghiên cứu về sinh học. Tái khởi động bánh bao nhân thịt, kiên nhẫn quan sát những thay đổi của nó. Sau một hồi nghiên cứu, họ phát hiện ra bí mật, sinh vật này thực sự có thể thay đổi giới tính theo ý muốn. Vì vậy lúc trưng bày sản phẩm thì đó là hai con đực, nên chúng sẽ đánh nhau. Sau khi cặp đôi tiếp tục tiến hành nghiên cứu chuyên sâu, họ phát hiện ra sự thay đổi giới tính, sinh vật có khả năng chữa bệnh mạnh hơn. Điều này chứng tỏ rằng hướng nghiên cứu là đúng. Họ đã làm điều đó một cách bí mật, xây dựng một phòng thí nghiệm lớn hơn, bắt đầu nghiên cứu những thứ có thịt, giai đoạn sinh sản thứ hai chăn nuôi thành công. Có được khả năng không bao giờ già đi, NSA càng suy nghĩ thì càng tham vọng để làm cho vật thí nghiệm ổn định hơn. Lần này cô rút ra gen của tình nguyện viên, cô tiêm gen vào các đối tượng thí nghiệm mới, chuẩn bị phát triển loài người mới. Nhưng chồng cô cảm thấy điều này là trái pháp luật, nếu những điều này bị phơi bày hai người sẽ phải ngồi tù, ngay khi anh chuẩn bị phá hủy nó chỉ bằng một cú nhấp chuột. Lại dừng lại vì lời nói của Elsa, nhấn nút bắt đầu một lần nữa. Nếu thành công chúng ta sẽ tạo ra được con người bất tử. Người đẹp hói này sử dụng cánh tay của mình, thực sự đã mọc bốn cánh. Cô cúi xuống mạnh hơn, một cặp vây khác mọc ra từ lưng nó, kết hợp với chiếc đuôi khỏe khoắn phía sau mông. Cô ấy là người đầu tiên có thể bay với đôi cánh để tạo ra con người tuyệt vời này. Chỉ cần trộn máu của tất cả các loài động vật, thêm gen của phụ nữ gợi cảm, bạn có thể có được một loài gợi cảm. Chỉ cần đợi một đêm nó có thể phát triển. Elsa tiếp cận sinh vật bằng robot, chuẩn bị bắt nó bằng tay, kết quả là đã bị cắn ngay khi đưa tay vào. Cô nhanh chóng gọi người bên cạnh giúp đỡ. Clyde biết ngay trong nháy mắt, điều này có nghĩa là nó không muốn sống nữa. Anh mở nhanh cửa dưới đáy máy, để nước bên trong thoát ra ngoài trước, sau đó dùng dụng cụ phá nước vách ngoài của máy, chuẩn bị bóp cổ nó bằng tay không. Anh nhanh chóng dùng kéo cắt màng nhân tạo, thì ra bên trong hạt sống vẫn chưa chết. Thực ra anh ấy đã tự mình cắt dây rốn, nó bò khắp sàn nhà. Clyde nhìn vào, trông giống một con lợn đất sét phải không? Sợ hãi, anh ta chụp lấy chiếc hộp trên mặt đất nhốt nó vào trong đó. Sợ nó đập hộp, sau đó anh ta lấy chiếc máy nặng nhất và ấn nó vào. Vừa mới bẫy được nó, chỉ khi đó Clyde mới có thời gian tháo găng tay của Elsa và chăm sóc vết thương. Có dấu răng khắp nơi, rồi anh thấy cô đảo mắt, bắt đầu giật khắp người không ngừng, thật nhìn tưởng cô không sống nữa. Clyde nhanh tay đào ra lọ thuốc dùng khi nguy cấp, cây kim đâm vào chân Elsa, khiến cô lịm đi lập tức, không phải cơn đau đã đánh thức cô ấy ngay lập tức sau. Rốt cuộc đây là vợ của Clyde, anh ta không thể chịu được việc vợ ra đi, chính anh là người đã ủng hộ vợ làm điều này. Elsa đi giải quyết đống rắc rối, kết quả là vừa mới cầm dao mổ thì thấy bùn đã nứt, không có gì bên trong. Cô lập tức có dự cảm không lành, chắc chắn rồi quay lại, cô nhìn thấy một con quái vật treo lơ lửng trên đầu. Nó thực sự có chân giống như một con kangaroo, chạy loanh quanh trong phòng thí nghiệm. Elsa thấy nó vô hại nên không muốn giết nữa, cô ấy thực sự đã cởi găng tay ra đưa tay về phía nó. Cô muốn dụ con quái vật đến gần. Không ngờ anh chồng đằng sau đã cho nó một búa, cả hai đã thành công bắt cóc quái vật về nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Bộ não của quái vật vừa được phát hiện to gấp 2 lần con người. Chỉ mới được vài giờ, nó đã lớn lên với kích thước của một bé gái. Người phụ nữ nhanh chóng lấy máu để kiểm tra, thực sự đã thấy vết máu này có thể tái tạo bàn tay bị đứt lìa. Chữa lành mọi bệnh tật, điều đó có nghĩa là con người uống máu của nó có thể điều trị lão hóa. Khi thời điểm đến, một giọt máu có thể bán 100 triệu đô. Con người sẽ đổ xô đi xem và mua, nó càng lớn thì càng trở nên xinh đẹp. Bất chấp sự phản đối của chồng, Elsa nhốt quái vật dưới tầng hầm, nhận làm mẹ của nó, nuôi quái vật bằng vũ lực. Một cô gái 18 tuổi trông như thế này, thật bất ngờ nó bắt đầu chia tay hình người, mọc một cái đuôi có gai, muốn sử dụng cái đuôi của mình, đâm xuyên cổ Elsa. Cô gái này chỉ có 4 ngón tay, nhưng nó có 3 chân, bước đi như người thật. Một con đột biến thành cái đuôi dày,
chỉ cần nó đang có tâm trạng tồi tệ, sẽ thò mạnh đuôi của ra và chích ai đó, nó đã lập tức đâm chết con mèo chỉ vì ngứa mắt. Elsa thấy vậy liền quát mắng nó, không ngờ lần này cô gái không vâng lời dùng vũ lực trả vũ lực, còn dùng da nhọn uy hiếp cô, tưởng đâu nó sẽ lấy mạng cô. Nhưng thứ nó nhắm đến là chiếc chìa khóa, hóa ra cô bé hư này muốn trốn thoát. Lần đầu tiên thấy ánh sáng mặt trời khiến nó rất phấn khích. Nhưng đã bị Elsa đánh ngất, cô trói cô gái vào bàn, suy cho cùng thì đây cũng chỉ là một người động vật do cô ấy tạo ra. Nhưng có trí thông minh của một người trưởng thành, Elsa nhặt chiếc kéo cắt quần áo của cô gái, chuẩn bị giải phẫu cô ta. Người phụ nữ nhìn thấy lời cầu xin của cô gái, liền đè cánh tay ra để tiêm thuốc mê, lại bỏ đi chiếc gai trên đuôi cô một cách không đau đớn. Không ngờ vừa cắt xong, chiếc gai đã mọc trở lại, Elsa nhanh chóng tháo gai ra lấy đi nghiên cứu, hóa ra là máu của cô gái có khả năng tái sinh. Uống nó thậm chí có thể chỉ hoãn lão hóa, nhưng Elsa đã không bán cô gái cho phòng thí nghiệm, thay vào đó cô ôm cô gái trên giường của chính mình. Cô đã bí mật sử dụng gen của chính mình, chuyển đổi đứa trẻ khiếm khuyết này, một mình cho con ăn, một mình đắp chăn cho con. Cô biết lớn nhanh thì cũng đang xuất nhanh, vì thế cô đối xử với nó như con ruột, nhưng cô gái vẫn gặp tai nạn. Cô ấy bắt đầu già đi sau khi mọc đuôi. Trong vòng một phút đã ngừng thở, Elsa không kìm được nước mắt ôm đầu. Cô ấy không thể rời bỏ cô gái, nhưng vẫn phải đưa cô lên ngai vàng và lấy hết đồ chơi của cô ấy ném nó vào lửa và thiêu hết, ngăn chặn người khác phát hiện sự tồn tại của cô gái. Kết quả là đất vẫn chưa được lấp đầy, họ nghe thấy tiếng khóc của cô gái. Người phụ nữ nhìn lên với vẻ sợ hãi, phát hiện cô ấy đã hồi sinh và biến thành một người đàn ông. Lúc đó cô mới nhận ra sai lầm của chính mình, sửa đổi động vật theo ý muốn. Cô ấy không thể điều khiển được con quái vật. Con quái vật không còn nhận ra cô nữa, nó hạ gục Elsa chỉ bằng một âm thanh và sử dụng cái gai sắc nét hơn thâm nhập vào cơ thể cô ấy. May mà chồng đến kịp lúc, dùng cành cây đâm vào cơ thể con quái vật. Nhưng không may là con quái vật đã tiến hóa, vết thương không là gì với nó. Lúc này người vợ có cơ hội để kết liễu con quái vật, nhưng cô lại do dự không xuống tay. Chính điều này đã khiến quái vật có thời gian giết chồng cô. Khi cô xuống tay thì mọi chuyện đã quá muộn. Cô đau đớn bởi vì sự yếu kém của mình mà dẫn tới cái chết của chồng. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, cô ngất xuống vì quá mệt mỏi. Nhưng ai biết được thứ đó liệu có sống lại không? Khi hết phim, người vợ quay trở lại công việc bình thường. Nhưng chúng ta sẽ thấy bụng của cô đã mang bầu. Cô và bà giám đốc đang có những kế hoạch riêng cho đứa bé bên trong cô. Đến đây rồi thì tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Loài người thật đáng sợ khi họ luôn nghĩ mình là đấng tạo hóa. Chỉ không biết cái bầu đó là của người chồng hay là của con quái vật đã ban cho cô. Phim không có những cảnh quay hoành tráng, nhưng ngược lại kỳ xảo tạo hình nhân vật cực kỳ đẹp và thật. Nhìn vào quái vật cứ y như có tồn tại thật trên đời, một số đoạn còn không tin là có thể làm kỹ đến vậy. Và phần tốt nữa là kịch bản phim, nhưng nút thắt mở phim không mạnh như chứa đựng những bước ngoặt khiến người xem bất ngờ. Cũng như những yếu tố khoa học phổ thông được xây dựng và cài đặt hợp lý tạo ra một cái kết ấn tượng. Splice là một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị do Canada và Pháp hợp tác sản xuất. Câu chuyện liên quan đến các thí nghiệm trong kỹ thuật di truyền được thực hiện bởi một đôi vợ chồng nhà khoa học trẻ. Họ đã cố cấy DNA của người vào bộ gen thú lai trong công trình nghiên cứu của họ. Bộ phim có nhiều cảnh mà tôi đã phát bỏ bớt bởi có thể gây ám ảnh. Mọi người nên cân nhắc nếu như thực sự muốn xem phim này nhé. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Mọi người nhớ đăng ký theo dõi và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye!